thành lập từ năm 2002 với phương châm lấy khách hàng và sự phát triển cộng đồng làm trung tâm cho quá trình hoạt động. Tập đoàn Hưng Thịnh không chỉ cung cấp những sản phẩm bất động sản phù hợp, giá trị thật để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho quý khách hàng, mà còn góp phần xây dựng và vun đắp cho một thị trường bất động sản minh bạch, vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam. Năm 2020, Hưng Thịnh mở rộng đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau và chính thức chuyển đổi thành mô hình tập đoàn với gần 100 công ty thành viên, xây dựng và hoàn chỉnh hệ sinh thái bất động sản tối ưu và bền vững, tập trung vào 5 nhóm ngành nghề chính với các đơn vị chủ lực bao gồm Hưng Thịnh Land, nhà phát triển bất động sản, Hưng Thịnh Incon, tổng thầu thi công và xây dựng, Property X, giao dịch bất động sản, Platform, Hưng Thịnh Innovation, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, Hưng Thịnh Investment, đầu tư phát triển hệ sinh thái. Sau khi tái cấu trúc toàn diện, tập đoàn Hưng Thịnh chuyển giao toàn bộ mảng đầu tư, kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản cho Hưng Thịnh Land, thành viên nòng cốt kế thừa trọn vẹn 20 năm kinh nghiệm và uy tín của tập đoàn Hưng Thịnh. Đa dạng loại hình từ nhà phố, biệt thự, đất nền, căn hộ với vị trí lý tưởng, thiết kế độc đáo cùng tiện ích vượt trội. Bằng sự chuyên nghiệp, uy tín, sáng tạo, chia sẻ, giá trị và bền vững, Hưng Thịnh Land đã kiến tạo hàng loạt công trình đáp ứng nhu cầu an cư cho nhiều tầng lớp, cũng như đem lại giá trị ngày càng gia tăng cho các nhà đầu tư khi lựa chọn các sản phẩm của công ty. Hiện, Hưng Thịnh Land là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai ở Việt Nam với 4% thị phần bất động sản nhà ở và sở hữu những con số vô cùng ấn tượng. Số lượng dự án, hơn 100 dự án khắp các tỉnh thành. Quỹ đất, hơn 4.500 hectare. Số lượng sản phẩm bán ra mỗi năm, gần 10.000 sản phẩm. Số lượng khách hàng, hơn 100.000 khách hàng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng những thành công đã đạt được, Hưng Thịnh Land đang vững vàng khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản với cơ cấu sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu an cư và đầu tư cho các gia đình Việt Nam. Đi vào hoạt động từ năm 2007, Hưng Thịnh Incons là công ty thành viên thuộc tập đoàn Hưng Thịnh và đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE năm 2018 với mã chứng khoán HTN. Hưng Thịnh Incons là đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng, được ra đời dựa trên tầm nhìn chiến lược dài hạn của đội ngũ lãnh đạo của tập đoàn Hưng Thịnh với khát khao mang đến những sản phẩm được kiểm soát toàn diện về chất lượng xây dựng với giá cả hợp lý. Hưng Thịnh Incons đã và đang thực hiện nhiều dự án quy mô với định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Với việc cam kết đặt chất lượng và tiến độ lên hàng đầu, Hưng Thịnh Incons đang được các nhà đầu tư đánh giá rất cao trên thị trường. Để đưa sản phẩm của tập đoàn đến với khách hàng một cách nhanh nhất cùng dịch vụ tối ưu nhất, không thể không nhắc đến một thành viên vô cùng quan trọng của tập đoàn, đó là Property X. Hiện nay, Property X được đánh giá là đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu khu vực phía Nam với quy mô và tốc độ phân phối nhanh nhất thị trường, top 2 nhà phân phối bất động sản tại Việt Nam, sở hữu hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh, phân phối hơn 10.000 sản phẩm mỗi năm, sở hữu 12 sàn giao dịch trải dài trên toàn quốc. Theo xu hướng mới, Property X hợp với Hưng Thịnh Innovation, chuyển hướng kinh doanh áp dụng số hóa cũng như các công nghệ hiện đại nhằm hướng đến mục tiêu kiến tạo nền tảng kinh doanh bất động sản quy mô và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Suốt những năm qua, tại Hưng Thịnh, song song cùng hoạt động kinh doanh, văn hóa sẽ chia từ nội bộ đến cộng đồng, được chúng tôi duy trì và phát triển là một phần trong sứ mệnh của doanh nghiệp với mong muốn đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Tổng nguồn ngân sách tập đoàn đã ủng hộ cộng đồng và công tác xã hội trong 10 năm qua là hơn 800 tỷ đồng. Với những thành tựu xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp tích cực cho sự phát triển cho cộng đồng và nền kinh tế của Việt Nam, tập đoàn Hưng Thịnh đã vinh dự nhận hơn 200 giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như sự công nhận cho những nỗ lực của Hưng Thịnh để tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc mới của mình. Sao vàng đất Việt, nơi làm việc tốt nhất châu Á, thương hiệu mạnh Việt Nam, doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2021, top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2021, thương hiệu vàng Thành phố Hồ Chí Minh 2021. Hiện nay,
Hưng Thịnh đã tiến hành liên kết với nhiều tập đoàn công nghệ lớn cùng nghiên cứu và phát triển hệ thống nhà thông minh Smart Home, đô thị thông minh Smart City, gia tăng giá trị cho các dự án và cả các nền tảng giao dịch trực tuyến platform. Kỳ vọng mang đến làn gió mới giúp phát triển và minh bạch thị trường bất động sản Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng nhiều hơn nữa những sản phẩm có giá trị thực, mang lại sự tin tưởng, hài lòng và nhiều lợi ích thiết thực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác và cho sự phát triển của cộng đồng, đồng thời đưa Hưng Thịnh vươn tầm khu vực. Hưng Thịnh, vì một cộng đồng Hưng Thịnh.